Thì chào tất cả các em. Hôm nay thầy hướng dẫn các em cách phân tích tìm ra đáp án của câu số 1 đề thi đại học khu B năm 2014. Câu này thuộc lĩnh vực hàm số và chiếm 2 điểm trên đề thi. Thầy cho mình cùng vào nội dung của câu số 1. Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ đi 3mx cộng 1 gọi là hàm số 1. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 1 với m bằng 1. Ý số 2, cho điểm A có tọa độ 23, tìm m để đồ thị hàm số 1 có hai điểm cực trị B và C, sao cho tam giác ABC là tam giác cân tại A. Bây giờ thầy cho mình cùng vào ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3. Với hai bộ sách cơ bản và bộ sách nâng cao, thứ tự các bước khảo sát là khác nhau, thế nhưng nội dung là giống nhau. Thầy hướng dẫn các em các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 theo bộ sách nâng cao. Sau đó thầy hướng dẫn các em các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 theo bộ sách cơ bản. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành ra. Ý A, với m bằng 1 thì thầy suy được ra hàm số y sẽ bằng x mũ 3 trừ đi 3x cộng 1. Được chưa? Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 theo bộ sách nâng cao thì cho mình tiến hành 3 bước lớn. Bước lớn thứ nhất đó là tập xác định D bằng R. Chuyển sang bước số 2, sự biến thiên trong bước sự biến thiên thì cho mình thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất, giới hạn của hàm số tại vô cực. Các em tính cho thầy hai giới hạn. Giới hạn thứ nhất, lim y khi x tiến tới âm vô cùng bằng lim của x mũ 3 trừ đi 3x cộng 1 khi x tiến tới âm vô cùng. Thầy hướng dẫn các em cách tính nhanh giới hạn này như sau. Giới hạn này chỉ phụ thuộc vào số hạn đầu tiên, số hạn mà có chứa x mũ cao nhất. Thầy có trừ vô cùng mũ 3, dấu trừ mũ 3 thì bằng dấu trừ vô cùng mũ 3 bằng vô cùng, vậy bằng trừ vô cùng. Được chưa các em? Tương tự như vậy, thầy có lim y khi x tiến tới dương vô cùng, kết quả bằng dương vô cùng, dương vô cùng mũ 3 bằng dương vô cùng. Vậy là thầy đã tính xong phần giới hạn. Chuyển sang bước tiếp theo, đó là bảng biến thiên. Để lập được bảng biến thiên của hàm số bậc 3 thì cho mình cùng tính đạo hàm, giải đạo hàm bằng 0. Ta có y phẩy là bằng 3x bình trừ 3. Từ đây thì suy ra y phẩy bằng 0. 3x bình trừ 3 bằng 0 tương đương với x bình bằng 1, và thầy tìm được ra nghiệm đó là gì? X bằng cộng trừ 1. Từ đây thì có được bảng biến thiên. Kem kè cho thầy 3 dòng. X, y phẩy, y. Dòng của x kem điền các nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0 theo chiều tăng dần. Thầy có trừ 1, 1. Thầy cho mình cùng xét dấu biểu thức y phẩy. Biểu thức y phẩy là một biểu thức bậc 2. Hệ số A ở đây là bằng 3, là một số dương. Bạn nào nhớ thì là gì? Trong trái ngoài cùng. Còn bạn nào không nhớ
thì làm như sau. Các em nhớ cho thầy, khoảng ngoài cùng này mang dấu của hệ số A. A ở đây bằng 3 là số dương, thì đây là dấu dương. Qua nghiệm đơn đảo dấu, nghiệm trừ 1 và nghiệm 1 này đều là nghiệm đơn, đúng chưa? Vậy thì có âm dương. Dòng của y dương mũi tên đi lên, âm mũi tên đi xuống, dương mũi tên đi lên. Thì cho mình cùng điền các giới hạn. X tiến là âm vô cùng thì y tiến là âm vô cùng. X tiến là dương vô cùng thì y tiến là dương vô cùng. Đúng chưa? Đây chính là giá trị cực đại, còn đây chính là giá trị cực tiểu. Để tìm được giá trị cực đại thì các em chỉ cần thay x bằng trừ 1 vào hàm số ban đầu. Các em lưu ý chúng ta đã tính dòng của y nên các em phải thay vào hàm số ban đầu. Thì các em tìm được ra kết quả ở đây là bằng 3. Đúng chưa? Để tính được giá trị cực tiểu, các em thay x bằng 1 vào hàm số ban đầu. Các em tìm được ra kết quả ở đây là bằng trừ 1. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong bảng biến thiên. Bây giờ thầy cho mình cùng kết luận. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng có hai khoảng trở lên thì thầy gọi là trên mỗi khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1 và từ 1 đến dương vô cùng. Nghịch biến, nghịch biến thầy viết tắt trên khoảng, vì có một khoảng thôi, trên khoảng. Từ trừ 1 đến 1. Tiếp theo thì cho mình cùng kết luận cực đại, cực tiểu. Hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1 và giá trị cực đại ở đây là bằng 3. Tương tự như vậy thì có hàm số đạt cực tiểu. Tại x bằng 1 và giá trị cực tiểu, y cực tiểu ở đây là bằng trừ 1. Thầy lưu ý luôn để các em nhớ, đó là gì? Với các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 theo bộ sách cơ bản thì các em chuyển cho thầy bước này và bước tính đạo hàm, tính đạo hàm lên trên bước giới hạn của hàm số tại vô cực và gọi chung là bước chiều biến thiên của hàm số. Được chưa các em? Vậy là với bộ sách cơ bản và bộ sách nâng cao chỉ khác nhau về thứ tự các bước. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước số 3, đó là đồ thị. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc 3 thì dựa vào điểm đặc biệt và dựa vào cực đại cực tiểu để vẽ. Thì cho x bằng 0 thì suy được ta y ở đây là bằng 1, đúng chưa các em? Rồi, các em có thể cho y bằng 0 từ đó suy ra x. Bây giờ thầy chỉ lấy một điểm đặc biệt thôi. Thầy cho mình cùng phác họa đồ thị. Y, x. Trước tiên thì dựng điểm cực đại x bằng trừ 1, y bằng 3. Và thầy đánh dấu điểm cực đại ở đây. Đấy. Được chưa các em? Tiếp theo thầy dựng điểm cực tiểu x bằng 1, y bằng trừ 1. Thầy đánh dấu điểm cực tiểu ở đây. Để cho các em
Đồ thị của chúng ta đi qua điểm đặc biệt x bằng 0, y bằng 1 là điểm này. Thầy cho mình cùng vẽ nhánh giữa cực đại và cực tiểu trước. Đồ thị là một đường cong. Được chưa? Và đường cong này luôn hướng về phía trục OI. Như vậy là thầy đã phác họa xong đồ thị hàm số bậc 3. Ý thứ nhất của câu số 1 đề thi đại học khối B năm 2014. Bây giờ thầy cho mình cùng phân tích ý số 2. Ý số 2, cho điểm A có tọa độ 23, tìm M để đồ thị hàm số 1 có hai điểm cực trị B và C, sao cho tam giác ABC cân tại A. Như vậy, ý số 2 thuộc dạng toán. Tìm điều kiện để hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước. Với dạng toán này, thầy được hướng dẫn các em rất kỹ trong phần lý thuyết. Thầy cho mình cùng thực hiện 3 bước. Bước thứ nhất, tìm điều kiện để hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị. Nghĩa là tìm điều kiện để phương trình y' bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Bước số 2, tìm tọa độ các điểm cực trị. Bước số 3, dựa vào điều kiện bài cho, suy ra phương trình ẩn M, giải phương trình tìm ra M, từ đó suy ra điều kiện. Và các em lưu ý cho thầy, trong trường hợp điều kiện bài cho là một biểu thức liên hệ giữa x1, x2, thì chúng ta không cần phải tìm rõ tọa độ các điểm cực trị. Thế nhưng, ý số 2 này, để cho là gì tam giác ABC cân tại A. Vậy là thầy cho mình phải thực hiện đủ các bước như trong phần lý thuyết mà thầy đã nêu. Áp dụng lý thuyết này, thầy có lời giải cụ thể như sau. B. Trước tiên thì tìm điều kiện để đồ thị hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị. Thầy có y phẩy ở đây là bằng 3x bình trừ 3m. Từ đây thầy suy ra y phẩy bằng 0 tương đương với 3x bình trừ 3m bằng 0 và tương đương với x bình bằng m. Thầy lý luận để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình y phẩy bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Thế phương trình y phẩy bằng 0 thì tương đương với phương trình là x bình bằng m. Vậy để phương trình này có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m lớn hơn 0. Như vậy là thầy đã hoàn thành bước thứ nhất, tìm điều kiện để đồ thị hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị. Chuyển sang bước số 2, tìm tọa độ các điểm cực trị. Thì trước tiên thầy tìm hoành độ của các điểm cực trị trước. Hoành độ của các điểm cực trị chính là nghiệm của phương trình y phẩy bằng 0. Ta có y phẩy bằng 0 tương đương với x bình bằng m và tương đương với x bằng cộng trừ căn m. Đúng chưa các em? Với x bằng trừ căn m, thầy thay vào hàm số thầy suy được ra y ở đây chính là bằng trừ căn m tất cả mũ 3 trừ đi 3m nhân với trừ căn m cộng với 1. Các em tiến hành rút gọn thì các em được kết quả ở đây là 2 căn bậc 2 của m mũ 3 cộng với 1. Và thầy có được tọa độ cực trị B. Tọa độ là trừ căn m phải 2 căn m mũ 3 cộng 1. Thầy xét với x bằng căn m, thì thay vào hàm số thì thầy suy được ra y ở đây chính là bằng trừ 2 căn m mũ 3 cộng với 1. Và thầy có được cực trị C, căn m trừ 2 căn m
mũ 3 cộng với 1. Thầy đã hoàn thành xong bước số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước số 3. Đó là gì? Khai thác điều kiện tam giác ABC cần tại A. Các em quan sát thầy phác họa hình vẽ như sau. A, B, C. Tam giác này cân tại A và điểm A có tọa độ là 23. Điểm B và điểm C chính là hai điểm cực trị. Để khai thác điều kiện tam giác ABC cân tại A, các em có hai hướng khai thác. Hướng thứ nhất là các em đi tính đoạn AB, tính đoạn AC, sau đó cho bằng nhau thì các em sẽ được một phương trình ẩn M. Giải phương trình tìm M thì các em suy được ra điều kiện. Hướng số 2 thì khai thác từ tính chất của tam giác cân. Thầy gọi Y là trung điểm của BC. Y là trung điểm của BC thì AI là đường trung tuyến, sẽ là đường cao và là đường phân giác. Đúng chưa? Thầy khai thác tính chất đường cao ở đây. Vậy là thầy có AI sẽ vuông góc với BC. Nói đến vuông góc là nói đến gì? Tích vô hướng của hai vectơ là bằng 0. Vậy thầy có lời giải tiếp theo như sau. Thầy gọi Y là trung điểm của BC. Từ đây thầy suy được ra tọa độ điểm Y. Công thức trung điểm là gì? Lấy tọa độ điểm B cộng tọa độ điểm C chia cho 2, đúng không? Vậy thì thầy có được kết quả đây là gì? 0 này và 1. Có được tọa độ điểm Y, thầy suy luôn ra vector AI. Lấy tọa độ điểm cuối trừ tọa độ điểm đầu, nghĩa là lấy tọa độ điểm Y trừ tọa độ điểm A. Thầy được kết quả ở đây là trừ 2 trừ 2. Thế còn vector BC thì sao? BC lấy tọa độ điểm C trừ tọa độ điểm B, thầy được kết quả ở đây là gì? 2 căn M, đúng chưa? Phải. Và trừ đi 4 căn M mũ 3. Đúng chưa các em? Thì lý luận do tam giác ABC cân tại A, điều này tương đương với AI vuông góc với BC. AI mà vuông góc BC thì có được vector AI nhân vector BC là bằng 0. Các em nhân thứ tự tọa độ rồi cộng với nhau, các em có được kết quả ở đây là gì nhỉ? Tương đương với trừ đi 4 căn M này cộng với 8 căn M mũ 3 bằng 0. Phải chưa? Các em lưu ý là M lớn hơn 0 nhé, thì chúng ta có được kết quả ở đây là gì? Tương đương với M bằng 0 và M bằng 1/2. Thế nhưng điều kiện để hàm số bậc 3 có hai điểm cực trị BC, đó là M phải lớn hơn 0. Vậy thì loại giá trị này đi, còn lại M bằng 1/2, thỏa mãn. Và đến đây thì các em kết luận cho thầy, với M bằng 1/2 thì đồ thị của chúng ta có hai điểm cực trị BC thỏa mãn điều kiện tam giác ABC cân tại A. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu thứ nhất trong đề thi Đại học khối B năm 2014. Câu này thuộc lĩnh vực cực trị của hàm số. Thầy hy vọng rằng với những phân tích và lời giải của thầy, các em rút ra cho mình được một kinh nghiệm, rút ra cho mình một lý thuyết để chúng ta vận dụng cho các bài toán tương tự. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.